Little and Little Channel. Có một chú gà trống rất hãnh diện vì bộ lông ống mượt và tiếng gáy dõng dạc âm vang của mình. Chú kiêu căng, coi thường các bạn. Suốt ngày, gà trống ưỡn ngực đi quanh sân, chẳng thèm chơi với ai cả. Một hôm, gà trống khoe với gà mái: "Này, chính tiếng gáy của tớ làm mặt trời thức giấc đấy." Gà mái cãi lại: "Ô, không phải đâu, bạn đừng khoác lác." Gà trống chạy lại khoe với mèo vàng: "Này, chính tiếng gáy của tôi làm mặt trời thức giấc đấy." Mèo cười run ria mép: "Mèo, vì mặt trời mọc nên gà mới gáy đấy chứ. Bạn làm sao đánh thức được mặt trời?" Gà trống quay đi, không nói chuyện với mèo nữa. Nó nghĩ thầm: "Được rồi, sáng mai sẽ biết." Sáng hôm sau, gà trống dõng dạc cất tiếng gáy: "Ồ, ồ, ồ, ồ!" Rồi ngắm nhìn xung quanh, vừa nghe tiếng gà trống gáy, chim chích chòe hót véo von trên cây. Mèo vàng thức giấc, lấy chân rửa mặt. Ông mặt trời ló mặt ra. Gà trống hí hửng chạy đến chỗ gà mái và mèo vàng, hét to lên: "Các bạn thấy chưa? Tiếng gáy của tớ đã đánh thức tất cả." Gà mái, mèo vàng quay đi, không nói gì cả. Gà trống tức đỏ mặt. Gà trống chạy đến chuồng bò định khoác lác. Chẳng may cái cổ bị kẹt ngay giữa hai thanh gỗ, khó khăn lắm mới gỡ ra được. Suốt đêm hôm ấy, gà trống nằm rên rỉ vì đau, mãi mới chợp mắt được. Khi tỉnh dậy, gà trống thấy trong chuồng không có ai. Nhìn ra ngoài vườn, nó thấy gà mái, mèo vàng đang dạo chơi. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, mặc dù sáng nay không có tiếng gáy của nó. Gà trống cảm thấy xấu hổ vô cùng. Từ đó, gà trống không còn dám kiêu căng khoác lác nữa. Nếu thích video này, hãy nhấn like và nhớ nhấn subscribe để theo dõi kênh của tụi mình nhé.